Trong khi giá hoa tươi tại chợ bán sỉ hoa tăng cao thì tại các cửa hàng bán lẻ hoa sức mua vẫn khá thấp. Khi nhận tại cửa hàng hoa tươi trên phố Hai Bà Trưng, ngõ cầu gỗ quận Hoàn Kiếm, ông Ích Khiêm quận Ba Đình, Ngọc Lâm quận Long Biên, giá giỏ bó hoa phổ biến ở mức từ 400 đến 500 nghìn đồng. Các bó giỏ thêm nhiều phụ kiện hoa ngoại nhập có giá từ 700 000 đồng đến cả triệu đồng. Giá hoa tăng cao khiến sức mua giảm, song các chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Trần Xuân Soạn còn nhận định. Lượng người mua hoa giảm còn do năm nay học sinh thành phố học trực tuyến. Các trường học không tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam rầm rộ như các năm. Ngân hàng nhà nước vừa chấp thuận cho hai nhà mạng là VNPT và Mobile phone thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, hay còn gọi là Mobile Money. Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau, như thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp rút tiền trực tiếp tại các hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch rộng khắp trên toàn quốc mà không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng smartphone hay cũng không cần kết nối Internet. Trên thế giới, Black Friday hay còn gọi là ngày thứ sáu đen tối được ấn định vào thứ sáu đầu tiên sau ngày lễ tạ ơn, một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada. Năm nay, lễ tạ ơn ở Mỹ diễn ra vào ngày thứ năm của tuần thứ tư tháng 11, ngày 25 tháng 11 nên Black Friday 2021 rơi vào thứ sáu ngày 26 tháng 11. Năm 2020, dù phải đối mặt với tốc độ lây lan nhanh của dịch Covid-19, xăm vào ngày thứ sáu đen tối, người dân tại nhiều nước vẫn xếp hàng dài trên chân đi mua sắm. Một Black Friday năm nay để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, đa phần cửa hàng đều khuyến khích ưu tiên giảm giá nhiều hơn cho khách mua online.